Thưa quý vị, Đà Nẵng đã nới lỏng dần các hoạt động dịch vụ trên địa bàn. Tuy nhiên, theo chủ trương của thành phố thì nới lỏng nhưng vẫn phải đảm bảo phòng chống dịch để bảo vệ an toàn cho nhân dân thành phố. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV. Tại phố Điểm Tâm Huỳnh Thúc Kháng, phường Nam Dương, quận Hải Châu, chỉ gần 50% các hộ kinh doanh ăn uống bán trở lại. Theo ghi nhận của chúng tôi, các hàng quán đều tuân thủ bán mang về. Từ khoảng 7 giờ sáng mới bắt đầu có khách và chủ yếu là người dân trực tiếp đi mua. Kể từ khi cho phép bán mang về, lực lượng tổ dân phố thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện phòng chống dịch của các hàng quán. Công an khu vực cũng tuần tra tại khu phố này. Cũng sợ vì an toàn của sức khỏe mình mà. Vừa sức khỏe mình mà vừa cho người dân nữa, vừa của phường nữa. Mình phải đảm bảo an toàn ở hai bên, thực hiện bán khẩu trang, rao chặn lái. Khỏi người dân khỏi đứng cách 2 mét rồi thôi. Tính đến thời điểm hiện tại, quận Hải Châu có 5 phường thuộc vùng xanh là Hải Châu 1, Phước Ninh, Nam Dương, Bình Hiên và Hòa Cường Nam. Theo chủ trương của thành phố, thì nhiều hoạt động được nới lỏng trong vùng xanh. Vì vậy, để nới lỏng song đảm bảo phòng dịch, các phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, đồng thời kiểm soát chặt chẽ người ra vào khu vực dân cư. Lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng và dân quân thường trực, chúng tôi thường xuyên đi vào trong các kiệt hẻm và kiểm tra, xử lý những trường hợp vi phạm. Chính vì đó mà nó đảm bảo được cái công tác phòng chống dịch và thực hiện cái 5K, giữ vững cái vùng xanh. Số ca mắc COVID-19 trên địa bàn thành phố có chiều hướng giảm mạnh. Điều này cho thấy cơ bản thành phố đã kiểm soát được tình hình dịch. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh vẫn còn. Vì vậy, người dân cần tiếp tục phối hợp thực hiện nghiêm chủ trương của thành phố và biện pháp phòng chống dịch để thành phố sớm đẩy lùi hoàn toàn COVID-19, đưa thành phố trở về trạng thái như bình thường.